Xin chào mừng tất cả anh chị em, chúng ta đã quay trở lại với channel YouTube của Lê Chí Linh. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận được những video của Linh, chúng ta hãy bấm vào nút subscribe. Và hãy nhớ bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được những video của Linh. Và chủ đề ngày hôm nay mà Linh muốn chia sẻ với tất cả chúng ta: chìa khóa hạnh phúc cho cuộc sống hôn nhân. Ở trên nhiều cái diễn đàn thì khi mà có chị em chia sẻ về cuộc sống hôn nhân không được hạnh phúc với chồng, với mẹ chồng, thì rất đông chị em khác lại vào than thở rằng đúng là chỉ nên yêu chứ đừng nên cưới. Bởi vì sau hôn nhân thì sẽ không còn màu hồng như thuở còn mới yêu nữa. Có rất nhiều cái cặp đôi sao Việt yêu nhau sau vài thập kỷ, cuối cùng rồi vẫn lại chia tay. Mới đây thôi thì đó là cái cặp đôi của Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy ly hôn nhau sau 16 năm mặn nồng, khiến người hâm mộ đều tiếc nuối. Cũng tương tự như vậy thì ca sĩ Thu Thủy cũng đã từng có một cái mối tình kéo dài gần 20 năm. Nhưng chỉ 3 năm sau kết hôn thì chính thức đường ai nấy đi. Điều đáng chú ý là cái thực tế vẫn có những cái cặp vợ chồng họ luôn có cho mình một cái cuộc sống hôn nhân thật là viên mãn. Vậy chìa khóa hạnh phúc cho một cuộc sống hôn nhân của họ là nằm ở đâu? Thực ra cuộc sống hôn nhân không đáng sợ, mà cái đáng sợ chính là lòng người. Nhiều cặp đôi sau khi mà kết hôn về chung một nhà thì lại mất đi sự tôn trọng mà dành cho đối phương của mình. Nhất là phải gặp những cái người đàn ông mà gia trưởng. Sự áp đặt, quy tắc và đòi hỏi của họ thường không thể hiện nhiều khi yêu. Nhưng khi cưới về thì là người nhà rồi, thì họ bắt người vợ phải sống theo ý của mình. Không ít trường hợp nhiều chị em phải nghỉ việc để ở nhà làm nội trợ, bị cấm gặp gỡ bạn bè, về ngoại thì cũng phải xin phép, tài chính thì lại bị quản lý. Và những cái điều đó thì đã khiến cho nhiều người phụ nữ họ rơi vào một cái nỗi sợ về cuộc sống hôn nhân của chính bản thân mình. Cuộc sống hôn nhân có tốt đẹp hay không thì phần nhiều phụ thuộc vào cái sự sáng suốt khi mới bắt đầu yêu. Và bạn thì phải đủ tỉnh táo để nhận diện xem là mình có thể sống cả đời với cái tính cách của đối phương của mình hay không. Bất kể là khi yêu hay là đã kết hôn thì phụ nữ hãy cứ là sống làm cuộc đời của chính mình, và làm những cái điều mình thích và chia sẻ những cái điều mà mình mong muốn, để khiến cho cuộc sống của bản thân trở nên nó ý nghĩa hơn. Chìa khóa hạnh phúc cho cái cuộc sống hôn nhân nó nằm trong những cái lời nói dành cho nhau. Lắng nghe đối phương, biết chia sẻ và nói cái chuyện thấu tình đạt lý. Và đặc biệt phải biết điểm dừng để không vượt qua cái tôi của chính bản thân mình. Không làm tổn thương, không xúc phạm đối phương chính là cái chìa khóa cho một cuộc sống hôn nhân bền vững và hạnh phúc. Hôn nhân nó sẽ rạn vỡ nếu thường xuyên có những trận cãi cọ mà chẳng ai nhường ai. Nó sẽ không được lâu bền nếu vợ chồng chẳng thể ngồi xuống lắng nghe nhau hay có một cái cuộc trò chuyện tử tế. Cuộc sống hôn nhân sẽ đổ bể nếu chỉ có một người nói và một người phải nghe theo. Và chắc chắn cái sự chia ly sẽ đến nếu thường xuyên phải lắng nghe những lời mạt sát, chỉ rủa, xúc phạm và coi thường từ chính người bạn đời của mình. Cũng giống như việc bạn nắm vật gì đó khiến tay bị thương, và khi đau quá thì ắt bạn sẽ buông tay. Hạnh phúc thì nó cũng vậy thôi. Khi đã chịu đựng đủ những cái đớn đau, lòng người cũng không còn muốn níu giữ nữa. Nhiều người thì thường ganh tị với cái cuộc sống hôn nhân viên mãn của người khác, nên quay sang quở trách, chỉ mắng vợ hay là chồng của mình chẳng được giống như người ta, mà không hiểu một điều rằng cái cuộc sống hôn nhân thực sự viên mãn là khi mà chúng ta biết cách hài lòng với những điều mà mình đang có, và cố gắng phấn đấu đến những cái điều tốt đẹp hơn Và chìa khóa hạnh phúc cho một cái cuộc sống hôn nhân nằm trong những cái lời nói mà dành cho nhau. Đã bao giờ chị em đã đặt một cái câu hỏi rằng tại sao có những cái người họ nói ra chúng ta cảm thấy rất là thích, rất là thuyết phục và rất là có cảm tình, nhưng cũng có những cái người mà họ nói ra chúng ta cảm thấy rất là khó chịu, thậm chí chúng ta cảm thấy rất là ghét, rất là căm phẫn. Và bí mật đó thì nó sẽ được tiết lộ ở ngày thứ tư của khóa học Phụ nữ khởi nghiệp 4.0. Ở đó thì các bạn sẽ biết cách làm chủ cái ngôn từ để khiến chồng con mình được hạnh phúc, vui vẻ và nghe theo mình răm rắp, cũng như làm chủ các cái mối quan hệ tốt đẹp ở bên ngoài xã hội. Từ đó thì chúng ta có được cái sự thành công trong cái cuộc sống, và mỗi ngày trôi qua với bạn đều sẽ là một người thành công và hạnh phúc. Và cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã theo dõi đoạn video clip của Linh. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận được những video, chúng ta hãy bấm vào nút subscribe và hãy nhớ bấm vào nút chuông, để chúng ta là người đầu tiên nhận được những video của Linh. Và hãy cùng Linh share cái video này cho những người bạn của mình để họ nhận được những thông điệp tuyệt vời này. Và cảm ơn tất cả anh chị.